Thảo xin chào lại quý cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay Thảo muốn chia sẻ đến cùng cả nhà mình cách làm gỏi đu đủ với lỗ tai heo nè, với tép rong nè, với tép bạc. Ăn kèm với gỏi là có đậu phộng rang muối nè và bánh phồng tôm với nước sốt chua ngọt. Cách làm rất là đơn giản, cho ra món gỏi giòn, ngon. Món gỏi này á rất là hợp với những cái buổi ăn vặt nè, với những buổi tiệc nhậu nhỏ cho các ông xã, chàng xã của các bạn. Em Nhi bên ly bia, ly rượu đế thì hết sảy con bà bảy luôn. Như cả nhà mình thấy thích món gỏi này thì Thảo mời vào bếp làm món gỏi đu đủ lỗ tai heo với tép cùng với Thảo nhé. Cảm ơn các bạn xem video. Thảo chuẩn bị ở đây là 200g tép rong và tép bạc, nó lộn xộn với nhau. Các bạn có thể thay thế tôm nha. Về phần lỗ tai heo và mũi heo thì Thảo có 400g. Tép Thảo cũng rửa sạch và lỗ tai heo, mũi heo Thảo cũng rửa qua nước gừng, nước hành rồi đó. Bây giờ mình đem đi luộc nha. Thảo bắt bên đây nồi nước ha, cho vào 10g gừng và 10g hành. Tím, hành tây đều được nha. Cho vào thêm là một muỗng cà phê muối nè. Hành và gừng thì mình luộc lỗ tai heo với mũi heo, nó sẽ khử được mùi tanh ha. Thì mình sẽ đợi nước nó sôi trở lại nha. Bên đây Thảo cũng bắc lên cái nồi nhỏ nè, cho 10g gừng, 10g hành tím, cho tiếp tục là nửa muỗng cà phê muối ha. Rồi mình cho tép vào mình luộc, như vậy thì nó sẽ giảm đi cái mùi tanh của tép. Và mình nấu cho cái nước sôi trở lại ngục lên ha. Rồi mình kiểm tra con tép nó chín đó, thì nó không có đỏ giống như con tôm nha. Nó như vậy là nó chín rồi nè. Mình tắt lửa rồi đem ra, mình đổ ra gỗ cho nó khô ráo. Về phần lỗ tai heo mình đang luộc, nước nó đã sôi ha. Nó có bọt thì mình vớt hết bọt đi, bởi vì trong bọt là nó có chất cặn dơ đó, sợ lúc nữa nó sẽ bám vào lại thịt. Và nước nó sôi mình giảm lửa nhỏ và nấu tiếp. Vào đây Thảo chuẩn bị là một chén hành tím như vậy ha. Thảo sẽ làm hành phi cho vào gỏi. Nếu như mà các bạn không có làm hành phi ở nhà được á, thì mình đi ra chợ mình mua sẵn. Bây giờ hành phi đã cắt xong rồi. Lúc này Thảo bắt lên cái chảo cho dầu vào rồi nè. Dầu nóng Thảo cho hành vào phi. Lúc này mình sẽ dàn đều hành ra nè, để cho những cái lát hành á nó rang, nó vàng đều. Hành phi đến lúc này là được cái màu vàng này là mình đổ ra được ha. Tí nữa nó nguội, nó vàng đậm hơn chút. Ở đây Thảo sử dụng một trái đu đủ nè. Trái này khoảng tầm là 2 kg. Nó chín bói đó các bạn. Thì Thảo thấy ở chính giữa thì nó đã đỏ rồi. Cho nên cái trái đu đủ này á, Thảo sẽ lấy cái phần trắng bên ngoài để mình làm gỏi cho nó giòn ha. Còn mà bên trong nó chín quá, mình làm gỏi á, nó không có được ngon mấy. Nó sẽ bị mềm một chút. Nếu như mà các bạn thấy mà ăn nó được mềm á, thì các bạn bào luôn cái phần đỏ gần cái ruột á, thì nó ngọt ngon lắm. Nhưng mà nó cái độ giòn nó không có. Với lại làm gỏi thì mình cần giòn ha. Giờ sau khi bào vỏ xong, Thảo sẽ rửa sạch cái đu đủ này cho nó bớt mủ nè. Với lại cái đu đủ này nó không có hộp nè, các bạn thấy không? Nhìn ngon quá ha. Nếu như mình làm gỏi đu đủ, mình phải chọn cái trái đu đủ nó thật là sống luôn á, thì mình sẽ làm gỏi đu đủ nó giòn rụm, ngon hơn là trái đu đủ Thảo mua hôm nay nha. Khi đu đủ đã rửa xong thì mình để qua cái rổ này cho nó ráo nước. Bây giờ thì Thảo sẽ bào những sợi gỏi nha. Thảo sẽ bào cái lớp trắng bên ngoài ha. Bây giờ gỏi Thảo đã bào xong rồi. Quay lại với lỗ tai heo thì Thảo đã thử lỗ tai heo nó đã chín, mình xơm xuống nó lủng á, là đã chín rồi đó. Mình vớt ra rồi cho vào nước lạnh rửa sạch. Sau khi lỗ tai heo rửa sạch nó cũng đã nguội rồi, Thảo sẽ sắc từng lát ra nha. Ở chỗ mỡ này á thì mình sắc dày một chút, bởi vì nó dễ bở á thì mình sẽ sắc dày ha. Còn trong cái lỗ tai heo á nó có độ giòn thì mình sẽ sắc mỏng hơn mỡ. Mình xắt miếng thịt vừa ăn cho nhà mình là được nha. Chỗ thịt và tép Thảo đã chuẩn bị xong ha. Bên đây có rau răm và hành tím để trộn vào trong gỏi nữa nè.
Rồi Thảo sẽ đổ lỗ tai heo và tép vào trong cái thau này. Rồi xay qua, Thảo sẽ đi làm nước trộn vào trong gỏi. Ở đây Thảo có 6 tép tỏi nè, 3 trái ớt và 7 trái quất. Trái quất thì Thảo sắc ra làm đôi, còn gọi là trái hạnh. Thảo cho tỏi và ớt vào trong đây ha, rồi cho 6 muỗng canh đường vào. Và cái mẹo mình băm ớt tỏi nó không có văng á, thì mình cần cho đường vào trước như vậy á, thì mình đâm nó sẽ không bị tung tóe lên ha, chứ không có là hả nó văng tùm lum tùm la luôn á. Và Thảo sẽ băm cho cái chỗ tỏi ớt này nó nhuyễn ra vừa vừa như vậy nè. Rồi, được rồi đó. Rồi, giờ Thảo sẽ nặn 7 trái quất, trái tắc vào đây luôn nha. Mình lọc qua cái rây như vậy á, nó sẽ giữ lại cái hột. Thảo sử dụng là 130 ml nước ấm, là các bạn sử dụng nước đã nấu chín để nguội cũng được nha. Và tiếp tục Thảo cho vào là 7 muỗng canh nước mắm ngon. Công thức làm nước mắm của Thảo không có để bột ngọt, cho nên các bạn có thể bỏ vào bột ngọt nha. Tiếp tục Thảo cho vào là nửa muỗng cà phê muối, cho cái nước sốt này nó đậm đà hương vị hơn. Sau khi làm xong thì các bạn nên nêm nếm cho nó vừa khẩu vị ăn nha các bạn. Vậy thì nước sốt đã vừa ăn với gia đình Thảo rồi. Giờ Thảo sẽ múc vào trong cái thau thịt này nè, là hai cái vá nước sốt. Các bạn nhắm sao cho cái nước sốt nó ám đều lên trên và tép là được. Và cái hành phi nè, Thảo cho vào một ít để mình trộn lên cho cái thịt nó thơm nha. Và cái nước sốt nó mình áo đều như vậy á, mình ướp một hồi khoảng tầm 10-15 phút cho cái nước sốt nó thấm vào trong thịt và tép á, thì lúc mình trộn gỏi á, nó sẽ ngon hơn nữa. Hôm nay thì Thảo làm cái nước sốt này á, mình trộn gỏi và mình làm nước chấm luôn cho gỏi cũng được luôn nha. Rất là tiện lợi và đơn giản. Bạn muốn gỏi mình nó chua hơn á, thì nặn thêm chanh, thêm tắc, trái quất vào ha. Đổ thịt vào trong gỏi ha, sau 10 phút rồi nè, thì các gia vị nó đã thấm vào trong thịt rồi đó. Rồi mình trộn đều vào trong gỏi ha. Hôm nay cái gỏi của Thảo nó không có giòn mấy, các bạn thông cảm ha. Cái phần hành tím lát mỏng nè, Thảo cho vào trong gỏi. Rồi, rau găm mình cũng cắt nhỏ nhỏ, vừa vừa thôi, không có cần nhuyễn lắm ha, để nó còn giữ lại chút gì đó để khi mình cắn vào mình có đụng chạm vào trong cái rau găm nó còn thơm, chứ nó nhuyễn quá rồi mình ăn nó không có cảm nhận được cái mùi thơm của cái lá rau răm. Và giờ thì Thảo sẽ trộn đều lên nha, ngon lắm luôn á. Nhưng mà các bạn á, các cô chú mà thích ăn giòn á, thì nên mua cái trái đu đủ thật là sống ha, mình làm gỏi nó sẽ ngon hơn. Bây giờ Thảo đổ cái hành phi vào còn lại nè, mình trộn đều lên. Và cái phần gỏi thì Thảo đã làm xong hoàn tất rồi đó, Thảo sẽ trình bày ra ngoài dĩa. Giờ Thảo ăn thử trước một miếng nha. Chờ đợi không nổi ra dĩa rồi. Rồi mời quý vị ăn cùng Thảo. Gỏi Thảo đã sắp ra ngoài mâm rồi nè. Có nước sốt và đậu phộng rang với bánh hồng tôm là ngon hết sảy luôn. Cái nước gỏi Thảo trộn á, rất là vừa ăn, nó thấm vào trong thịt rồi. Mình ăn tới đâu thì mình chấm nước chấm thêm nữa thì quá là tuyệt vời. Tô điểm lên cái dĩa gỏi mình thêm vài lá rau răm nữa cho nó đẹp mắt. Bánh hồng tôm á, mình cho miếng gỏi lên bánh hồng tôm rồi mình ăn. Trời, ngon lắm luôn á. Gỏi thì có vị chua chua ngọt ngọt nè, thịt thì béo, giòn, rụm và tép thì nó ngọt ơi là ngọt, chấm vào nước sốt chua cay nữa. Ngon lắm cả nhà. Và món gỏi đu đủ, lỗ tai heo, tép. Thảo đến đây xin tạm dừng. Thảo cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi video nha. Nếu thích video và món ăn của Thảo làm thì đừng quên like và chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ Thảo nhé. Xin chào.